Hi, xin chào và xin cảm ơn quý anh chị đã quay lại với Di động Minh Huy. Và là Minh Huy đây. Thì lời đầu tiên xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi và chúc quý anh chị có những cái thời gian xem video vui vẻ quý anh chị nhá. Và hôm nay là ngày thứ 6 rồi, ngày mai rất là có thể nhiều anh chị sẽ được nghỉ cuối tuần đấy anh chị nhá. Anh chị đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0933 600 386 quý anh chị nhá. Số điện thoại thì em sẽ để ngay bên cạnh đây cho quý anh chị tiện theo dõi anh chị nha, 0933 600 386 anh chị nha. Rồi thì hôm nay em có về được một số cái mẫu sản phẩm cho quý anh chị xem, như là sản phẩm Samsung Galaxy S21 Ultra, Samsung Galaxy S20 5G và có một số mẫu khác như là Sony, này dòng Sony, Sony Xperia 5 Mark 2 anh chị nhé, Sony Xperia 5 Mark 2. Thì lát em sẽ giới thiệu chi tiết thêm Google Pixel 4a, 4a 5G anh chị nhé. Dòng này là 4a 5G, 4a có hỗ trợ 5G, pin nó tốt hơn và máy nó to hơn anh chị nha. Rồi không để quý anh chị chờ lâu nữa thì sau đây em xin chia sẻ một chút cho quý anh chị. Nhiều quý anh chị lần đầu bỡ ngỡ đi mua máy ấy thì không biết được. Thứ nhất là em có ba cái Samsung Galaxy Note 9 ở đây, ba mức giá khác nhau. Như là chiếc đầu tiên em bán cho quý anh chị mức giá là 3,3 triệu. Đây cho quý anh chị xem cái sự khác nhau giữa ba cái máy này nhá. Vẫn là máy ngoại hình y chang nhau này, vẫn đẹp như nhau. Con này 3,3 triệu này, con này 3,5 triệu và con này 3,7 triệu nha. Lệch nhau như thế này thì em chia sẻ một chút cho quý anh chị, để anh chị đi mua ở đâu cũng thế cũng biết để mà phân biệt được là màn ám hay không, rồi màn đẹp hay không nhá. Đầu tiên là lên cho quý anh chị con 3,3 triệu này. Đầu tiên là lưng đẹp nhá, con này 3,3 triệu, email là 6234. Lưng đẹp, khung viền các cạnh này, cả nhà thấy chưa, khung viền các cạnh vẫn còn tương đối là đẹp, rất đẹp nhá cả nhá. S Pen thì vẽ viết điều khiển đầy đủ cả nhá. Đấy rồi, màn hình thì kính cũng còn đẹp này. Đấy, màn hình kính cũng còn đẹp nhá, dường như là cũng không có xước sát gì. Mở cho quý nhị xem nhá, màn hình này anh chị nhớ là bấm sao thăng không sao thăng vào rewind này để xem cái màn hình trắng giúp em nhá. Màn hình trắng ấy thì anh chị sẽ thấy được là màn hình nó có đẹp hay không, bằng cách ấy anh chị xem giúp em là cái màn hình nó có sáng đều hay không là thứ nhất. Thứ hai là nó có bị lưu hình hay không. Như con này này, nó có bị lưu hình mờ nhá, mình xem qua video khó thấy đấy ạ. Lưu hình rất là mờ này, những cái biểu tượng cực kỳ mờ nhá, xem qua video rất là khó thấy, và đặc biệt anh chị đi mua ấy thì xem cũng không ra được anh chị nha. Nên là anh chị lưu ý xem chức năng đều ngon lành hết. Con này giá 3,3 triệu thôi, email là 6234. Như con này 3,5 triệu này. Đây 3,5 triệu thì màn hình nó cũng lưu nhưng mà lưu mờ hơn con kia. Đấy 3,5 triệu này, lưu rất mờ luôn. Anh chị mà đi mua rất là hay mua những con máy như này với mức giá cao nhá. Thà mình đi mua những con này đúng giá, đúng sản phẩm thì ok anh chị nha. Chứ còn mình đi mua mà với mức giá nó cao mà sản phẩm không như ý, không ưng ý. Đây chỉ là mới cái nhìn mà bằng màn hình nhìn trực tiếp thôi. Nên là nhiều anh chị rất là hay so sánh giá nha. Con này màn này cũng gần như là đẹp, không ám mối gì luôn, gần như đẹp luôn nhá. Nhưng mà đấy, nó có lưu hình rất nhẹ thôi. Con này giá là 3,5 triệu nhá, gần như đẹp luôn được. Tiếp tục này, đến với một chiếc 3,7 triệu này. Con 3,5 triệu email là 3916 nhá. Đến một con 3,7 triệu thì màn hình nó gần như là đẹp luôn 100% anh chị ạ, gần như đẹp luôn 100%. Thì bên em bán thì báo rất là kỹ, nhiều đơn hàng ấy em nhập về mỗi con một giá khác nhau. Tại vì thật ra tình trạng mỗi con máy cũ này nó không như nhau anh chị ạ. Con này kính màn hình cũng đẹp nhá, tương đối đẹp này, có xước nhẹ nhẹ thôi. Đấy, có xước kính nhẹ nhẹ thôi. Màn hình con này thì đẹp nhá, màn như này là đẹp, không ám, không phân màu gì này. Em vào cho quý anh chị nhé, nhìn mấy con kia với con này nhìn cũng giống, gần như là giống y chang nhau. Nhưng mà màn con này đẹp, không mù ám, không phân màu gì. Đấy, nhưng mà chị bị xước kính nhẹ thôi, xước kính rất là nhẹ nhá, rất là nhẹ đánh màn hình thôi. Đấy, cả nhà xem qua ạ, không phải nhẹ lắm đâu nhưng mà có xước kính như hình nhá. Đấy, màn đẹp, không mù ám, không phân màu gì. Giá con này 3,7 triệu, email là 1169. Như con này nữa này, con này giá 3,8 triệu này. Màn ở mức là tương đối đẹp nha, lưng đẹp này, được chưa? Lưng đẹp, lưng tương đối đẹp, có xước lông mèo nhẹ thôi, khung viền thì cũng có cấn nhẹ nhẹ nhá, còn tổng quan còn tương đối là đẹp. Kính màn hình đẹp nha. Màn hình thì như con này này, màn hình cũng đẹp, không hồ ám gì quý anh chị nhá. Thì giá con này là 3,8 triệu thôi, email là 3540. Thì em chia sẻ như vậy cho quý anh chị biết là một con máy cũ nó có rất nhiều tình trạng khác nhau, nên là mức giá nó cũng khác nhau là điều bình thường nha. Đây là một số con Note 9 em đang giới thiệu thôi, nên anh chị đi mua ở đâu cũng thế, cũng cần lưu ý để mà kiểm tra xem thử là màn hình nó có chuẩn hay không. Tại vì những con máy màn OLED ấy thì cái màn hình rất là đắt quý anh chị nha, lưu ý giúp em. Rồi thì lên cho quý anh chị một con Samsung Galaxy S21 Ultra anh chị nhé. S21 Ultra này, con này thì máy móc cũng rất là ngon lành. Đấy, máy thì máy bạn Mỹ này nha, cho quý vị xem này. Đấy, những vị khách rất là khó tính của em, khách em rất là nhiều khách khó tính nha. Con này thì sẽ có một cấu hình rất là ngon. S21 Ultra sẽ có là dung lượng pin là 5000 mAh nhá, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Con này sẽ có RAM 12, bộ nhớ 128GB, máy 2 SIM 2 sóng, vân tay bên trong màn hình nha. Màn hình con này sẽ có một cái màn hình 6.8 inch. Độ phân giải màn hình là 2K cộng anh chị nhé. Độ phân giải màn hình lên đến 2K cộng. Tần số quét màn hình là 120Hz anh chị nha. Con này thì cam trước lên đến là 40MP, cam sau cam chính 108MP, cảm biến phụ 12MP nữa, và một cảm biến 10MP nữa cả nha.
dòng dòng Samsung Galaxy S21 Ultra thì quý anh chị có thể chưa biết, nhưng mà dòng này cũng có thể dùng được bút S Pen anh chị nha. Có thể dùng được bút S Pen này để vẽ viết, để mà gọi là dùng một cách bình thường được cả nhá. S21 Ultra nhiều anh chị không biết, nhưng mà dòng này vẫn có thể dùng được S Pen cả nhá. Đấy, đấy là một cái kiến thức rất là thú vị mà nhiều anh chị cũng không biết. Con này thì máy là bản Mỹ, máy zin cả nhá, máy zin, và lên được dùng hai SIM hai sóng bình thường, một eSIM một SIM vật lý quý anh chị nha. Về thông số máy sẽ có 12GB, bộ nhớ 128GB, màn hình đẹp nhá, không màu ám, không phân màu gì. Con này thì dung lượng pin của máy là 5000mAh nhá. Hiện tại thì máy móc cũng ngon và mượt mà, không có điểm gì để chê cả. Camera phía sau cực kỳ sắc nét nhá, có camera góc rộng này 0.6 này, X1 này, X3 này, thậm chí ấy là có thể X10. Và X10 vẫn còn chưa hết nhá, con này có thể zoom lên đến là 100, zoom lên 100x cơ. Nói chung là mùa này đi biển mà ngắm các chị em xinh đẹp thì rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Đây, chụp ảnh một cái ảnh một cái quạ từ xa xa nhá. Đấy, nói chung là chụp ảnh rất là ok quý anh chị nha. Và cam rất là tuyệt vời. Có một con duy nhất thì em để cho quý anh chị mức giá là 8.900.000 đồng anh chị nhá. 8.900.000 đồng thì khách kỹ tính thì vẫn mua bên em ok nhá. Khách kỹ tính mua bên em ok, check test thoải mái này, máy móc thì rất là chuẩn luôn anh chị nha. Nói cho quý anh chị biết là dòng S21 Ultra thì là máy, những cái máy Mỹ thì đa phần nhập từ Trung Quốc về. Đấy, thì nói thật với nhau luôn cho nó gọn anh chị nhá. Nhưng mà con này em test thì cũng rất là ngon nhá. Con này thì khung viền đều đẹp và mọi chức năng đều ngon lành nha. Con này siêu một con duy nhất thôi, giá là 8.900.000 đồng, S21 Ultra. Tiếp tục ấy thì về hôm nay em về là con này cũng rất là hay này. Con này có tên là Google Pixel anh chị nhá, Google Pixel 4a. 4a thì hôm trước em giới thiệu rồi, 4a này là cũng là hàng nhập từ Trung Quốc về anh chị nhá. Chứ nói Google là của Mỹ đấy, nhưng mà bảo nhập Mỹ về các thứ thì nó cũng là bốc phét quá. Con này là máy 4A đến từ thị trường Trung Quốc, à không, thị trường Mỹ anh chị nha. Máy thì người ta đánh dấu là hàng A này. Tổng quan em test ấy thì máy móc ngon lành nha, màn hình vẫn là màn hình zin, chức năng là ngon lành hết anh chị nha, không có lỗi lầm gì cả luôn. Con Pixel 4A này ấy thì nếu mà anh chị yêu thích thì vẫn có thể mua được. Con này là con Pixel 5A này, 5A này là hàng Mỹ, hàng nhập Mỹ về luôn quý anh chị nha. Thì còn vài con thôi. Thì hai con này ấy giá nó lệch khá là nhiều, nhưng mà anh chị lưu ý giúp em này, con 4A ấy thì màn hình nó bé hơn con 5A. Con Pixel 5A thì màn hình nó là 6.3 inch nhá, 6.34 inch. Còn con Pixel 4A ấy thì màn hình nó ở mức là 6.2 inch, thì nó lệch nhau một chút. Thứ hai nữa là pin con Pixel 5A thì nó sẽ to trâu hơn. Pin con Pixel 5A sẽ là lên đến là 4.600 mAh, còn Pixel 5A 4A thì là 3.800 thôi, nên pin con này cũng trâu hơn. Con này Pixel 4A thì RAM 6, bộ nhớ 128 nha. Hai con cấu hình như nhau, độ mượt như nhau và chụp ảnh cũng như nhau anh chị nha. Nó khác nhau lớn là về màn hình và thời lượng pin thôi. Còn loa nghe thì con nào cũng hay cả, chụp hình con nào cũng rất là đẹp cả. Cũng đều có camera góc rộng nhá. Thông số phần cứng thì giống nhau được chưa? Máy thì có hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, bảo hành 3 tháng. Lỗi đội 10 ngày cho quý anh chị luôn. Con này thì đầy đủ tiếng Việt hết nhá, dùng được 2 SIM 2 sóng. Rồi, thì nói chia sẻ về giá bán con Pixel 4A này, 5G nhá, 4A 5G bên em đang bán cho quý anh chị mức giá là 3.500.000 đồng nhé. Máy rất đẹp, tặng cho quý anh chị sạc cáp nhanh quý anh chị nhá. Đấy, máy rất là đẹp luôn này. Đấy, máy hàng A anh chị nhá, chuẩn từ Trung Quốc về. Còn con Pixel 5A 5G này là hàng Mỹ về, giá là 4.780.000 đồng nhé. Một con 4A và con 5A lệch nhau một đời. Con này pin to hơn, màn hình to hơn và thiết kế cũng đẹp hơn, vật liệu cũng là bằng nhôm cao cấp hơn. Còn con này thì màn hình nó bé hơn, pin nó nhỏ hơn, pin nó có gần 4.000 thôi. Giá thì rẻ hơn 3.500.000, chức năng chụp ảnh và Google Android vẫn được cập nhật mượt mà như nhau. Thì quý anh chị cứ cân nhắc nên chọn con nào. Theo em thấy thì con nào cũng ngon, dùng cũng bền hết quý anh chị nhá. Hàng thì đấy, em báo rõ cho quý anh chị luôn. Tiếp tục thì lên cho quý anh chị thêm một con Samsung Galaxy S20 5G anh chị nhá. Dòng này thì cũng có một cái cấu hình rất là ngon, nhiều anh chị không biết thôi, chứ còn con này mới là một trong những con em thấy là có cái cấu hình rất là ngon của Samsung nhá. Thứ nhất là nó vẫn giữ được cái màn hình là màn hình 2K cộng anh chị ạ, vẫn giữ được cái màn hình 2K cộng nha. Cấu hình thì cao, chip 865 anh chị nhá, chip 865. Con này Pixel này có hỗ trợ 5G anh chị nhá. Nói chung là sắp tới dùng 5G cũng rất là ok la luôn. Con này sẽ có một cái màn hình ấy, màn hình nó là màn hình Dynamic AMOLED 2X nhá. Con này thì mà tần số quét màn hình nó lên đến 120Hz rồi anh chị ạ. Màn hình nó cũng đẹp, không ủ ám, không phân màu gì. Máy này là máy bản Mỹ thì chạy một SIM anh chị nhá. Một SIM này cho quý vị xem này. Xem thử là một SIM hay hai SIM nhá. Con này sẽ có hai SIM, một SIM vật lý, một eSIM anh chị nhá. Con này màn hình thì cũng ở mức là tương đối là đẹp anh chị nhá. Màn hình tương đối là đẹp.
thì để cho quý anh chị mức giá cũng rất là hấp dẫn anh chị nha. Con này để cho quý anh chị mức giá cũng rất là hấp dẫn, đó là 4,5 triệu thôi. Con này kính xước nhẹ nhẹ này cả nhà nha, kính xước rất là nhẹ ở đây thì giá để cho quý anh chị là 4,5 triệu, không có gì nhiều để nói cả. Màn hình con này 6.2 inch, RAM 12, bộ nhớ 128 GB, tần số quét màn hình là 120Hz nha, đầy đủ tiếng Việt, dùng 2 SIM 2 sóng, 1 SIM vật lý, 1 eSIM anh chị nha. Con này về viên pin lên đến là 4000 mAh, màn hình 6.2 inch, có hỗ trợ quay video 4K. Nói chung là những cái dòng Samsung thì quay phim chụp hình thì ngon rồi. Nói chung là nếu mà anh chị có tầm tiền này mua một con máy như thế này dùng thì cũng rất là tuyệt vời, đầy đủ tiếng Việt hết quý anh chị nhé. Hàng này là hàng Mỹ thì em cũng test rất là kỹ rồi, lô hàng cũng không lấy được nhiều máy thì anh chị thông cảm giúp em. Cam sao cũng ngon này, cam sao cam kép có bộ 3 camera cơ. Nói chung là cam sao thì độ phân giải nó cũng cao, cũng không có gì để phàn nàn cả. Đây có khả năng chụp ảnh zoom 30x nhé, có cam góc rộng này, cam X3 này, cam X30, nói chung là cam trước sau đều rất là sắc nét. Đấy, quý anh chị cứ xem mà chọn mua thôi, còn chức năng bên em test full hết rồi. 2 SIM, 1 SIM vật lý, 1 eSIM, con này giá 4,5 triệu. Kính có xước nhẹ nhá. Còn con này nữa này, hai con này thì chất lượng nó như nhau hết. Con này thì cũng là màn đẹp, không màu ám, không phân màu gì nha. Giá là 4,8 triệu, con này cao hơn con kia một chút. Lưng thì cũng đẹp nhá, lưng thì cũng đẹp cả nha. Lưng thì cũng còn tương đối là đẹp này. Kính màn hình thì cũng đẹp. Con này thì kính cũng không có xước sát gì đâu quý anh chị ạ, kính không xước sát gì, giá 4,8 triệu nhá, máy đẹp luôn. Đây màn hình này cũng đẹp, không màu ám, không phân màu gì quý anh chị nhá. Mình xem qua video họ thấy này. Con này thì con chip rất là mạnh, 865 5G quý anh chị nhá. Con chip 865 5G. Máy thì 2 SIM 2 sóng, cấu hình thì tốt, camera trước rất là sắc nét này, cam sau cũng ngon lành luôn. Thì để cho quý anh chị mức giá con này thì là 4,8 triệu thôi. Cao hơn con kia 300.000, anh chị lấy con nào cũng được nha. Khung viền thì em đánh giá tổng quan vẫn còn rất là đẹp nha. Đấy máy Mỹ này, nhiều khi anh chị về sẽ thấy những đôi tí keo bé bé dính ở bên viền ấy hoặc là bên vành cam thì quý anh chị thông cảm giúp em. Tại vì ấy những cái máy này về này, những cái keo này, những cái tem bảo hành của bên tàu ấy nó có dán ở lưng thế này, bóc ra lau keo nó dính tùm lum từ lưa cả anh chị nha. Nên anh chị phải thông cảm giúp em là như thế. Chứ còn ai cũng muốn một con máy nó ấy cả toàn diện cả, bên em cũng test full hết rồi. Tiếp theo lên cho quý anh chị một con LG Wing. Wing thì nhà em bán cũng nhiều. Con này là dường như là còn khoảng chục con thôi là hết sạch rồi. Đợt này thì em có thanh lý LG Wing nhá. Giá thanh lý thì nó cũng chỉ là loanh quanh 4 triệu đồng thôi. Nhưng con này em để quý anh chị 4 triệu tròn này. Lưng thì còn đẹp quý anh chị nhá. Lưng đẹp, lưng đẹp nhá, rất đẹp luôn. Khung viền thì kính cũng đẹp. LG Wing dòng này thì anh chị thích những cái máy độc lạ một chút, thích như tìm hiểu cảm giác mạnh một chút thì mua con này ok nhá. Màn hình thì màn hình chính rộng 6.8 inch, độ phân giải màn hình là Full HD Plus này, màn hình cong tràn hai bên rất là đẹp, rất là ok anh chị nha. Khung viền thì nói chung là nó bằng nhựa nên là rơi cái là nó lại bị móp thôi, nên là khung viền nó cũng không đẹp lắm. Em quay qua video anh chị thấy nhá. Con này thì em quý anh chị là giá là 4 triệu tròn thôi. LG Wing thì quý anh chị cứ gọi bên em là bên em sẽ có máy cho quý anh chị nha. Con này thì camera cũng rất là ngon và sắc nét này, camera phía sau thì rất là đẹp này, có camera góc rộng góc hẹp hơn anh chị nhá. Cam trước rất là sắc nét này, cam trước thì độ phân giải cũng cao, nói chung là camera dòng này cũng không có gì để bàn, rất là ổn trong tầm tiền nhé. Giá con này thì rất là hợp lý luôn, là 4 triệu tròn thôi, tặng sạc cáp cho quý anh chị. Bên em có ship code toàn quốc nhé, nhận hàng kiểm tra hàng mới thanh toán tiền. Thì bên quý anh chị lưu ý với em một điều ấy, là mình mua hàng ở đâu cũng thế, thì phải kiểm tra hàng mới trả tiền anh chị nha. Kể cả mình mua được những cái món hời trên mạng cũng được, nhưng mà mình phải được kiểm hàng ngon lành đã là mới trả tiền anh chị nhá. Chứ không kiểm hàng thì auto là lừa đảo rồi anh chị nhá. Tất nhiên là đặt hàng thì cũng phải cọc một chút, cọc cho em thì cũng không cần nhiều đâu, 50, 100, 200 nghìn là được anh chị nhá. Tiền cọc em trừ thẳng vào tiền máy cho quý anh chị. Đa phần máy như Note 9 bên em thì tặng ốp lưng dán màn sạc cáp cho quý anh chị, còn những cái máy mà không có ốp lưng dán màn thì em sẽ vẫn tặng sạc cáp cho quý anh chị nhá. Còn bên em sẽ cố gắng là gọi là phục vụ tốt nhất. Anh chị cần thêm hình ảnh cứ nhắn bên em. Đây là một con LG G8 này, con này cấu hình cũng ngon trong tầm tiền anh chị nhá. Về cơ bản đấy thì có một con thôi, con này là máy bạn Mỹ anh chị nhá. Có một con thôi thì em để quý anh chị mức giá cũng rất là yêu và rất là hợp lý này. G8 thì như quý anh chị biết rồi, cấu hình nó cũng khá là ngon. RAM con này sẽ có này, để em xem thử là mấy GB nhá, 6GB RAM hay là 8GB RAM nhá. Con này sẽ có là 6GB RAM. Bộ nhớ con này là 128GB, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 855. Camera thì sắc nét nhá. Nói chung là dòng LG thì cái gì nó cũng thiết kế nó cũng thoải mái anh chị ạ. Lau tí sạch nhá. Cái này kính cam nó liền với kính lưng nên là nhiều khi mình phải vệ sinh sạch, mình chụp ảnh nó vẫn nét được anh chị nha. Có cam góc hẹp góc rộng này, camera phía trước rất là sắc nét anh chị nha. Con này G8 là máy bạn Mỹ thì tình trạng như sau này, khung viền các cạnh thì em thấy là tổng quan vẫn còn đẹp, máy móc thì vẫn ngon lành. Có cả jack 3.5mm nhá, hỗ trợ anh em mình có thể là dùng mượt mà hơn, nghe nhạc các thứ thoải mái hơn, soát âm thanh ok hơn. Con này thì khung viền rất là đẹp nha, khung viền em đánh giá là đẹp, cũng gần như là leng keng rồi. Kính màn hình rất là đẹp nha.
Lưng con này cũng còn tương đối đẹp nhé, có xước nhẹ nhẹ thôi. Giá là 2.680.000 đồng. Tặng sạc cáp nhanh của LG nhé, có một con thôi, thì anh chị mua nhanh không hết. LG thì những con máy LG thì luôn có một cái cấu hình rất là ngon trên tầm tiền rồi. Con này thì pin nó cũng ở mức là tương đối là tốt nhé. Đợi em một chút em sẽ giới thiệu luôn về con LG G8 này cho quý anh chị nhé. Thì con này thì màn hình là màn hình 2K cộng này, màn rất là đẹp nhé. Màn hình 2K cộng, độ phân giải màn hình ấy là 2K cộng rồi. Đấy, độ rộng màn hình là 6.1 inch nhé, RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin là 3.500 nhé. Con này lấy về chiến game thì hết phải bàn luôn. 2680 có một con duy nhất thôi, anh chị đừng giành nhau nhé. Tiếp tục này, lên cho quý anh chị một siêu phẩm luôn, em rất là yêu thích con này. Và hôm nay thì về được không nhiều máy lắm đâu. Như là đây có màu xám này, màu xám xi măng. Rất là nhiều anh chị thích luôn, Sony Xperia 5 Mark 2 nhé. Nhiều anh chị thích cực kỳ luôn, con này này. Lưng rất đẹp anh chị nha, Sony Xperia 5 Mark 2, nhiều anh chị hỏi em. Nhưng mà hôm nay mà có đơn hàng về thì sẽ có này, một màu, hai màu, ba màu và bốn màu. Bốn màu sắc cho quý anh chị lựa chọn nhá. Đầu tiên phải nói đến là cái màu này cũng rất là đẹp này, màu mận nhá, màu này màu hồng, màu mận gì đấy thì tùy quý anh chị nhá. Con này thì cấu hình rất là ngon rồi, dung lượng RAM nó sẽ là 8GB anh chị ạ. Bộ nhớ 128GB, màn hình tần số quét 120Hz anh chị nhá. Những cái máy của Sony thì camera sắc nét là ok, được chưa ạ? Có cái jack 3.5 này, hỗ trợ anh chị em nghe nhạc xuất âm ly thoải mái nhé. Màn hình thì bật lên một cái đúng là sướng, sung sướng luôn anh chị ạ, cực kỳ sướng. Đâu rồi, em hôm nay có mở ra một con dùng thử. Màn hình cực kỳ sướng luôn, màn hình rộng đẹp nhé. Tần số quét thì 120Hz anh chị em ạ. Nói chung là con này thì em đánh giá cũng rất là ngon trong tầm tiền. Viên pin thì được cải thiện khá là nhiều. Đời trước pin nó 3.100 thôi, đời này pin nó là 3.800 anh chị em nhé. Đời này pin 3.800 rồi, loa là loa kép. Nghe loa thì rất là hay, âm thanh nghe rất là phê rồi. Camera thì cũng màn hình là tần số quét 120Hz nhé. Nói chung là kính Corea Glass 6. Kính Glass 6 thì những con máy ở đây đều dùng kính 5 thôi. Con này dùng kính Glass 6 là đời 6 rồi. Kính cường lực rất là cao cấp của nhà Sony. Và con này thì chipset sẽ là chạy con chip 865 anh chị nhé. Chip rất là mượt mà luôn. Màn hình tần số quét 120Hz, độ làm tươi cao. Camera phía sau có góc rộng, góc hẹp, nói chung camera rất là sắc nét. Em sẽ để lại một con để dùng, đấy là nói thật luôn, là sẽ để lại một con dùng. Camera phía trước cũng rất là sắc nét anh chị nha. Tất nhiên đấy là camera của Sony sẽ thiên về cái tính chân thật nhiều hơn. Đấy, màn hình này nó được phun tràn nhá, nó không có gọi là không có tai hậu hay gì cả, rất là ok nhá. Hiện tại em có các màu sắc đây cho quý anh chị lựa chọn. Máy chạy một sim, hàng này là hàng Rank A, anh chị lưu ý giúp em nhé. Đây là nó đẹp gần như là mới leng keng xe beng luôn. Bảo hành 3 tháng, lỗ đội 10 ngày cho quý anh chị. Và máy này là máy zin anh chị nhá. Hàng này là hàng cũng không phải là hàng đóng mới đâu, hàng đẹp như mới nhưng mà là hàng zin chứ không phải hàng đóng mới. Giá thì rất là yêu thương. Lô hàng này thì em cố gắng em để giá tốt nhất cho quý anh chị là 4.680.000 đồng, tặng sạc cáp nhanh cho quý anh chị nha. Có màu gì thì anh chị mua màu đấy nha, hết lô này em lại nhập lô khác cho quý anh chị luôn. Nhưng mà những cái màu ở đây đều rất là đẹp nhá, màu đen này rất là đẹp và nam tính nhá, loa nghe hay, nhạc tuyệt vời luôn. Chụp ảnh thì camera sau rất đẹp nhá. Đấy, vân tay thì có vân tay một chạm ở đây anh chị nha. Nói chung cấu hình rất là cao và pin nó cũng cải thiện rất là nhiều nha. Pin con này lên đến là 4.000 cơ. Thì giúp anh chị dùng trải nghiệm các thứ nó cũng ngon lành hơn khá là nhiều. Máy có 8GB RAM, 128GB bộ nhớ. Cái chất lượng con máy thì độ mượt nó phụ thuộc lớn ấy. Thứ nhất là vào con chip, thứ hai vào tần số quét màn hình. Con này màn hình tấm nền màn hình vẫn là OLED nhé, nên là khả năng hiển thị cũng rất là ngon. Đấy, đây thì có cái giữ để mà chụp ảnh nhé. Cái này thì đặc trưng của Sony rồi, giữ một lần để lấy nét này, bóp thêm cái nữa để chụp này. Đấy, dòng Sony rất là đặc trưng rồi anh chị nhé. Có cái khay thẻ nhớ đây này, dòng này cũng có chống nước chống bụi nhé. Sony thì yên tâm rồi anh chị nhé. Đấy, máy móc thì mượt mà, ngon lành luôn, đẹp cực tuyệt vời, thích thế nhỉ. Nói chung là làm phần cứng của ông Sony, ông làm phần cứng nó chịn chu lắm chị ạ, cực kỳ chịn chu luôn. Em rất là mê đấy, nhưng hy vọng là sẽ bán được nhiều cho quý anh chị cái dòng Sony này. Rồi, anh chị đặt hàng lên trực tiếp 0933 60386 giúp em nhé. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên để lại Huy một like, một đăng ký kênh để kênh em Huy thêm phát triển và ủng hộ quý anh chị nhiều sản phẩm hơn. Đăng ký kênh và bấm like cũng là một cách ủng hộ em Huy rồi. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.